xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng các thí sinh đã tham gia cuộc thi. Và ngay lúc này đây, chúng tôi xin được chào đón 13 thí sinh sẽ có mặt trên sân khấu ngay sau đây để cùng với họ trải qua phần thi đầu tiên, đó là phần thi trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Tiếp theo, thí sinh Trần Thị Luân, số báo danh 16. Xin mời thí sinh số báo danh 47, Dương Thị Xuân. Thí sinh mang số báo danh 02, Ngô Thanh Tú. Số báo danh 22, Trần Thị Thảo. Chúng ta đã vừa được chứng kiến các cô gái khoe nhan sắc nổi bật và nữ tính qua phần trình diễn trang phục áo dài, nét yêu kiều, thướt tha trong trang phục dạ hội và cùng với năng khiếu, khéo léo trong phần thi tài năng. Và chúng ta một lần nữa đang được ngắm nhìn trên sân khấu nhan sắc của 13 bông hoa có mặt trong đêm chung kết ngày hôm nay. Để có thể chọn ra được 5 thí sinh, vâng, 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng thi ứng xử ngay sau đây. Và bây giờ thì các bạn thân mến, chúng tôi cũng đang rất hồi hộp khi mà công bố danh sách 5 thí sinh. Công bố đến danh sách thí sinh nào, xin mời các bạn sẽ tiến lên phía trước. Đầu tiên xin được chúc mừng top 5 số báo danh 01, Nguyễn Thị Hoa. Vâng, thí sinh tiếp theo sẽ lọt vào vòng thi ứng xử. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 09, Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Xin được chúc mừng Ngọc Ánh. Ngọc Ánh mình là người khác ạ. Số báo danh 16, Trần Thị Luân. Và một cô gái mang số báo danh 47. Xin được chúc mừng thí sinh Dương Thị Xuân. Còn một cái tên nữa, một cái tên thí sinh cuối cùng có mặt trong top 5 để đến với phần thi ứng xử. Quý vị nghĩ là ai ạ? Chúc mừng cô gái mặc chiếc áo dài màu xanh, số báo danh 51, Nguyễn Thị Thu Hà. Đây là top 5 sẽ có mặt trong phần thi ứng xử. Và xin được cảm ơn các bạn. Cảm ơn 8 bạn thí sinh còn lại, các bạn đã rất nỗ lực. Trở lại vào phần cuối chương trình để nhận những phần thưởng của ban tổ chức dành tặng cho sự nỗ lực cố gắng của các bạn đã có mặt trong đêm chung kết ngày hôm nay. Còn bây giờ thì 5 cô gái của chúng ta sẽ cùng đứng trước khán giả. Và các bạn thân mến, các bạn đã rất xuất sắc trải qua 3 phần thi của chúng tôi. Bây giờ thì sẽ là một cô gái tiếp theo, một cô gái rất là duyên dáng, và xin mời bạn sẽ đứng gần với tôi ở giữa sân khấu. Xin mời thí sinh số báo danh 16, Trần Thị Luân. Hôm nay thực sự là bạn có một bộ trang phục rất đẹp. Ai đã lựa chọn bộ trang phục để cho bạn? Sau lời đầu tiên, cho em xin gửi đến lời chào đến toàn thể các vị ban giám khảo cùng toàn thể các vị có mặt, khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Một lời chào, một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Em xin trả lời câu hỏi của chị. Cảm ơn câu hỏi trả lời với câu hỏi của chị ạ. Bộ trang phục này ngày hôm nay là do chính bản thân em
và mẹ đã đi lựa chọn bộ trang phục này ạ. Đây là bộ trang phục mà em đã chuẩn bị rất là lâu để có thể tham gia cuộc thi ngày hôm nay một cách chu đáo nhất ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn. Quả thực là bạn và người mẹ của bạn có một con mắt rất là tinh tế và nhìn bộ trang phục của bạn ấy rất là lộng lẫy ở trên sân khấu. Và tôi cũng hy vọng rằng với phần trả lời câu hỏi ứng xử của mình, bạn cũng sẽ thực sự tỏa sáng và mọi như bạn đã mong chờ và bao nhiêu lâu nay để được chuẩn bị bộ trang phục này. Xin mời bạn sẽ lựa chọn câu hỏi của giám khảo dành cho mình. Dạ, thì ban giám khảo đặt câu hỏi cho em ngày hôm nay là diễn viên Việt Anh ạ. Xin được mời diễn viên Việt Anh sẽ đặt câu hỏi cho số báo danh 16 Trần Thị Luân. Xin chào em. Thật ra thì anh biết ngay là anh sẽ đặt câu hỏi với em rồi. Bởi vì anh theo dõi em từ vòng đầu tiên đến bây giờ và anh thấy em rất là xứng đáng có mặt tại top 5 ngày hôm nay. Chúc mừng em. Em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chưa? Dạ em đã sẵn sàng ạ. Ok em. Câu hỏi của anh thật ra cũng đơn giản thôi, không có gì phải căng thẳng cả. Đó chính là theo em, người phụ nữ hiện đại ngày nay cần hiểu công dụng ngôn hạnh như thế nào để có thể xây dựng cho mình một gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. Đó là câu hỏi của em. Xin được cảm ơn câu hỏi từ giám khảo Việt Anh. Vâng, anh đã theo dõi các thí sinh của chúng tôi từ đầu chương trình đến giờ. Và anh cũng theo dõi rất kỹ cô gái này. Chỉ có điều là những cô gái xinh đẹp của chúng tôi chưa được nhìn thấy dung mạo của diễn viên Việt Anh, giám khảo Việt Anh. Một người mà được công chúng vô cùng hâm mộ qua rất nhiều những vai diễn đặc sắc. Và hy vọng rằng ở phần cuối chương trình thì chúng ta sẽ được giao lưu với diễn viên Việt Anh. Và bạn là Trần Thị Luân thân mến, bạn đã nghe rõ câu hỏi của giám khảo Việt Anh đặt cho bạn rồi phải không ạ? Vâng, em đã nghe rõ rồi ạ. Và bây giờ thì tôi chúc bạn hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn bình tĩnh và tự tin như lời động viên của giám khảo Việt Anh đã dành cho bạn. Xin mời bạn. Dạ vâng, đầu tiên cho em xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Em xin trả lời câu hỏi của mình. Người phụ nữ hiện đại ngày hôm nay để thể hiện được công dung ngôn hạnh không còn thể hiện ở bên trong đầu bù tóc rối hay bên trong bếp núc nữa. Một người phụ nữ hiện đại ngày nay thể hiện sự công dung ngôn hạnh được thể hiện qua giá trị, vị trí, địa vị xã hội, có trí tuệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của một người vợ đảm đang, một người con hiếu thảo và một người con dâu chu toàn. Và một người phụ nữ đầy đủ tố chất công dung ngôn hạnh ngày hiện đại ngày hôm nay sẽ thể hiện được qua trí thức, ngoại hình và vẻ đẹp tâm hồn. Và có những tiêu chí riêng của mình, qua mỗi thời đại sẽ có một định kiến riêng về những nét đẹp. Nhưng với cá nhân em, một người phụ nữ công dung ngôn hạnh đầy đủ để thực hiện tốt phẩm chất đạo đức của mình đến thời đại ngày hôm nay, đó chính là thực hiện đầy đủ có vị trí địa vị xã hội, giúp ích cho cộng đồng và làm tròn trách nhiệm người con có hiếu, một người vợ đảm đang và một người có trách nhiệm với xã hội, làm những điều có ích đến những con người gặp khó khăn và thể hiện vai trò của mình thật là tốt. Dạ em xin ơn ạ. Vâng, có thể là dù có một chút ngập ngừng nhưng mà câu hỏi của diễn viên Việt Anh cũng không thể làm khó được thí sinh Trần Thị Luân của chúng ta. Và cô ấy đã kịp lấy lại sự bình tĩnh để có thể hoàn thành phần thi ứng xử của mình. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái của chúng ta được không ạ? Xin cảm ơn bạn và xin mời bạn sẽ trở về vị trí. Bạn đã hoàn thành xong câu hỏi ứng xử. Để có mặt trong đêm chung kết cuộc thi Phụ nữ Hiệp Hòa Tài năng Duyên dáng lần thứ nhất. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng gặp lại trên sân khấu 13 bông hoa rực rỡ. Và thưa quý vị, danh hiệu Á Khôi 1 sẽ thuộc về ai? Và đó chính là cô gái rất nỗ lực, cố gắng và tự tin. Đó chính là thí sinh Trần Thị Luân, số báo danh 16, xin được chúc mừng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Và xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Đàm Hằng đã cùng lên sân khấu để trao phần thưởng cho thí sinh đã giành ngôi vị Á Khôi 1 của đêm chung kết ngày hôm nay. Giớ xinh gái tráng trẻo này. Hôm nay cháu đến đây vừa rồi là ở xã mình có thi bên huyện phụ nữ tài năng duyên dáng hiện hóa 2018 thì cháu có thay mặt bên bên thôn đến xã mình may mắn là lọt vào top chung kết. Và may mắn hơn nữa là lọt vào danh hiệu Á hậu 1 thì 2018 thì cháu muốn chia sẻ niềm vui này đến với các em gặp hoàn cảnh khó khăn thì trong thời gian tìm hiểu em biết là gia đình mình thì có điều kiện khó khăn thì cháu muốn đến là chia sẻ một chút quà động viên tinh thần các em cũng như là mong muốn các em là mạnh khỏe và chăm ngoan học giỏi hơn để sau này có thể giúp đỡ bố mẹ mình vượt lên hoàn cảnh nó tốt hơn. Chị cảm ơn. Vâng. Thì quà động viên tinh thần giúp em học giỏi rất mong con xin luôn là con chia tay xin cho con chia tay con lấy đấy. Quần cười thế lần nào làm gì thì các bạn là vừa qua là thôn mình ở trên huyện người ta tổ chức là thi hội phụ nữ duyên dáng thì là trong thôn mình là đã có cháu Luân đi thi và cháu đã cố gắng luyện tập trong thời gian qua là cháu đã được cái giải là Á Khôi 1 thì là mang về cho thôn để cái vinh dự của thôn thì hôm nay là thực sự cháu Luân là có tấm lòng muốn chia sẻ cái niềm vui của mình và cháu cũng có một chút quà làm từ thiện đến với gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tinh thần động viên các em và các cô và cái tinh thần động viên của cháu Luân nên cháu có ý kiến là như vậy. Thì gia đình cũng gọi là trước hết là cảm ơn chỗ chương trình của cháu Vân Vy Mỹ Anh đã là sau cảm ơn các chị em trong ban ngành tôi thì đã quan tâm đến gia đình thì gia đình xin cảm ơn. Vâng, lần này thì cuộc thi may mắn là cháu lại được mời đi thi thì sau này may mắn là giọt tốt đấy lại may mắn hơn là được vào các bạn học một cháu muốn chia sẻ đến vui
là chia sẻ như là động viên một món quà tinh thần với lại cô với lại em, mong một gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, em ngoan ngoãn học tập tốt và sức khỏe tốt để có thể cùng em bước lên trên cuộc sống này. Thi phụ nữ duyên dáng huyện Hiệp Hòa thì hội phụ nữ mình là có tổ chức có mời là 4 em đi thi, thì trong đó là chỉ có duy nhất là trong thời gian tập luyện là Luân đã cố gắng hết sức và cháu Luân đã lọt được vào vòng chung kết, vậy là á hậu 1. Bây giờ cháu muốn có một tấm lòng từ thiện, tấm lòng vàng để giúp đỡ các em trong thôn có hoàn cảnh khó khăn. Tự em lại là một người phụ nữ trẻ lại đã có những ước mơ cao đẹp như thế, thì giờ em muốn đến làm từ thiện cho cháu có một chút quà là để động viên tinh thần của các cháu học hành, thì là con phải cố gắng học tập để cho nó giỏi nhé. Con thì ở đây con biết rất là rõ hoàn cảnh gia đình mình rồi, thì em thì là một người học rất là giỏi, rất là chịu khó, nên là con sơ cuộc thi này thì con cũng biết không muốn là giúp đỡ mọi người, thì trước đây con đã từng giúp đỡ rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà con đại diện ra để mình có thể giúp đỡ mọi người trực tiếp, thì biết rõ hoàn cảnh gia đình mình, nên con đến đây muốn là mong là tặng gia đình mình một món quà tinh thần, và mong là mình sẽ mong hoàn ăn học giỏi, trưởng thành, giúp đỡ mẹ có nhiều cái thành công và hoàn bão trong khi lớn, dù mình có mắc bệnh hay như nào thì mình phải lạc quan, mình có thể bước thêm thật là mạnh mẽ nhé. Vâng, đây là món quà muốn gửi đến gia đình em nhà mình, thì rất muốn là em nỗ lực cố gắng ngoan ngoãn nhé. Mình thì ngoan không phải nói rồi, mình học rất là giỏi, rất là gia đình rất là vinh dự rồi, nhưng mà còn vấn đề nữa là sẽ là mạnh khỏe tự tin đấy nhá. Vâng. Bác.